Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Con người chúng ta giờ đây chỉ cần ngồi một chỗ là có thể làm được mọi thứ. Từ làm việc đến mua sắm, học tập, giải trí. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ dẫn đến nhiều thiết bị mới ra đời đã giúp con người làm việc ngày càng hiệu quả hơn. Muốn biết những thiết bị nào đã đưa khả năng làm việc của chúng ta lên tầm cao mới? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video 25 thiết bị giúp con người làm việc ở level vũ trụ. Nếu trước đây, công nhân xây dựng phải làm công việc phả nền trong thi công công trình, thì giờ đây, với sự góp mặt của chiếc máy phả nền, bạn sẽ làm việc ở một trình độ khác và hiệu quả khác. Làm việc thông minh sẽ tốt hơn rất nhiều so với làm việc chăm chỉ. Chính vì thế mà anh chàng nông dân này đã tạo ra chiếc máy thu hoạch rau có 102, giúp anh ấy có thể tự mình thu hoạch vườn rau mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của người thứ hai. Khi đường dây điện siêu cao áp bị vướng các vật lạ trên dây, công nhân không cần phải leo lên thang cao để loại bỏ nó nữa, bởi người ta đã tận dụng máy bay không người lái để thực hiện hành động nguy hiểm này. Được thiết kế với chất liệu nhựa cứng, dễ lắp ráp, có những bậc giúp bạn leo lên. Bạn hoàn toàn có thể sửa chữa hoặc thao tác gì đó trên mái nhà một cách đơn giản với chiếc thang này. Bạn có thấy ở đâu mà công việc nhổ cỏ lại nhàn hạ như thế này không? Người làm thuê chỉ cần nằm trên chiếc máy, dùng hai tay nhổ cỏ. Cây trồng không bị giẫm đạp, còn người lao động cũng phải đỡ đau lưng. Bạn nào mà làm nông nghiệp, chắc sẽ muốn tậu chiếc máy này đúng không nào? Đừng bao giờ dùng sức nếu như bạn có thể dùng công nghệ để giải quyết vấn đề. Chẳng hạn như mở các nắp lon thực phẩm. Chiếc máy OneTouch này tuy nhỏ, nhưng nó có thể mở mọi loại hộp với các thứ khác nhau và rất an toàn. Một công ty ở Hồng Kông đã chế tạo ra loại súng laser dùng để chặt cây. Và nó hoạt động vô cùng hiệu quả. Bạn chỉ cần ngồi bên dưới điều khiển súng, nhắm vào những cành cây cần cắt tỉa, và chỉ trong thời gian ngắn, nhánh cây sẽ bị cắt lìa. Trông cứ như một món đồ trẻ em, thế nhưng dụng cụ này có thể giúp bạn rửa sạch chén ly mà không cần động tay vào nước. Một phát minh đến từ đất nước Trung Quốc có thể giúp bạn che nắng, quạt gió, thậm chí là phun sương rất tiện lợi. Giá dao động của mỗi chiếc dù phun sương từ 300 đến 500 ngàn đồng. Liệu bạn có muốn sở hữu một chiếc hay không?
Với sự giúp sức của chiếc máy này, mỗi ngày bạn có thể xếp được hàng ngàn chiếc áo chứ chẳng chơi. Việc loại bỏ phần reset trên bề mặt các bể chứa hay vỏ tàu làm từ thép là một công việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Chính vì vậy mà người ta đã chế tạo ra một cỗ máy mà bạn chỉ cần ngồi điều khiển, còn lại mọi việc đã có chiếc máy lo. Chắc chắn với chiếc rìu 8 lưỡi, bạn có thể xử lý đống củi nhanh hơn so với chiếc rìu 1 lưỡi đúng không nào? Được thiết kế để gắn vào sàn của xe container, xe tải, xe chuyên dụng, chiếc sàn trường tự động có thể giúp cho việc sắp xếp hàng hóa vào xe cũng như di chuyển hàng ra khỏi xe mà không cần đến công nhân giúp. Loại máy giặt chạy bằng điện chắc gia đình bạn nào cũng có, nhưng loại máy giặt chạy bằng cơm bạn đã thấy hay chưa? Thiết bị này hẳn sẽ có hữu dụng đối với những khu vực vùng cao chưa có lưới điện. Kokamat là chiếc máy có thể giúp bạn làm mới ngôi nhà của mình, với khả năng có thể chà nhám tấm cách nhiệt, lớp sơn tường, làm phẳng lớp sơn nền, bê tông ướt, thậm chí là lột bỏ giấy dán từ một cách dễ như trở bàn tay. Thay vì phải hì hục cầm xà beng để nạy từng cây đinh, thì chiếc máy này có thể giúp bạn nhổ đinh trong vòng một nốt nhạc. Với khả năng hoạt động nhanh, tiện lợi và ít tốn nhân công, theo bạn có nên đầu tư chiếc xe hút rác này ở Việt Nam không? Ngày nay, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng chiếc xe hộp của mình sẽ được bảo vệ dù trời nắng hay mưa nhờ có thiết bị che ô hết sức nhỏ gọn và cách sử dụng đơn giản chỉ cần một nút bấm. Bạn thường bổ dưa hấu như thế nào? Còn đây là vật dụng có thể giúp bạn bổ dưa hấu vừa đều vừa đẹp. Bạn nào hay đãi ba mẹ người yêu món dưa hấu tráng miệng thì hãy đầu tư ngay và liền vật dụng này để ghi điểm trong mắt phụ huynh. Ở châu Phi, nước rất quý, bạn không thể phun vô tư như kiểu ở Việt Nam. Chính vì vậy mà chiếc xe tưới coi này là sản phẩm cực kỳ thông minh cho việc tiết kiệm nước. Việc ép thẳng những thanh sắt bằng tay là điều không thể. Nhưng với thiết bị này, mọi thanh sắt hay thép dù bị biến dạng ra sao đều có thể trở về nguyên dạng. Adjustments with the negotiator. Nhìn vào chiếc máy cưa này,
Theo bạn, cái cây sẽ bị hạ trong bao lâu? Hãy comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận. Nếu bạn thắc mắc làm sao các anh công nhân lại có thể leo lên được những cột thép thẳng đứng ở các công trường, thì đây là câu trả lời cho các bạn. Sẽ rất khó khăn nếu bạn muốn tự mình di chuyển một tấm ván với kích thước vài mét. Nhưng nếu bạn có thêm cộng sự hai bánh là dụng cụ đua dolly, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn một cách khó tin. Thiết bị nào trong video hôm nay làm bạn muốn sở hữu nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!